Rồi, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Global Success và bài số 12 A Closed True liên quan mạo từ A and the. Bây giờ chúng ta chú ý, chúng ta sử dụng mạo từ A and đối với danh từ số ít, danh từ đếm được ở dạng số ít nhé. Là một, ẩn là một, ẩn cộng 50 năm ể oải. Tức là danh từ bắt đầu với 50 năm ể oải thì chúng ta sẽ ẩn, ví dụ là an ink, an elephant, an octopus, an orange. Ok, còn the được sử dụng khi chúng ta có cái danh từ mà đã xác định rồi, được nhắc lại lần hai, người nói người nghe được biết nó cái gì. Rồi nó cộng với danh, nó cộng với những cái danh từ là duy nhất như là vua, rồi trái đất, rồi sao hỏa, mặt trăng. Rồi nó đi với so sánh nhất nhá, tên của một vài nơi, tên của Mỹ, tên của Anh, những đất nước mà có mà tên dài. Rồi chúng ta coi này, Washington có phải là thủ đô của Mỹ không? Rồi chúng ta sẽ đờ. Can you give me an example? Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một quốc gia nào tiếng Anh không? London Eye là một cái Great Attraction ở London. Canada là một đất nước rất là lạnh. Tôi yêu New Zealand, the New Zealand countryside. Rồi qua bài tiếp theo. Tượng nữ thần tự do chúng ta sẽ xài the. New York chúng ta không xài gì hết. Rồi Scotland không xài và the UK là xài này. The North này, the South này. The Big Nghịch này, so sánh nhất. The Most, so sánh nhất. The Kingdom of Thailand. Ok. Đây là một cái bản đồ của thành phố. Về hả? Cái này sai nhỉ? Mm-hmm.